Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft bí kíp luyện rồng. Và tập trước trong lúc đi khám phá thì mình tình cờ phát hiện được một con rồng lửa hoang dã đang âm mưu tấn công ngôi làng á. Thế nên mình đã ra tay nghĩa hiệp để giúp đỡ ngôi làng, thế nhưng là bị con rồng đánh sấp mặt luôn á. Và đây chính là diễn biến trận đấu hôm trước nè. Cung cực chiến chị thua chưa? Đùa với ngọn lửa của bé rồng lửa. Rồng lửa mạnh nhất là vấn đề phun lửa mà. Mình không tin là ngọn lửa của mình lại thua con rồng này. Cố lên em ơi. Tấn công liên tục. Ủa, nó vẫn chưa chịu thua nữa. Con rồng này lì thiệt á. Chịu thua chưa con rồng kia? Anh cố lên em ơi, anh gần ngõm rồi đó. Rồng mình sắp không cưỡi nổi nữa rồi. Mình sắp bị nướng cháy rồi các bạn ơi. Cố lên để chứ. Ui. Được chưa em ơi? Cố lên em ơi, mình không này được. Nhưng cái bự mình vẫn còn có thể tiêu diệt được mà. Ui. Bay đúng khó chịu luôn á, cứ bay vòng không hút chút gì trơn. Cố lên. Các bạn cũng thấy kết quả rồi đấy, con rồng nó vả mình hết lần này đến lần khác. Và mình cũng đã cố gắng rất là nhiều để có thể trở lại đó để lấy được những món đồ mà mình bị rơi ra á. Kể cả set đồ rồng nè, chỉ thiếu mỗi cái ủng thôi à. Cũng như là cái ba lô chứa những món đồ VIP mà mình cất ở bên trong. Và một thứ rất là đặc biệt đó chính là vải của em rồng lửa. Tức là em rồng lửa đã hy sinh rồi vì muốn bảo vệ mình thôi mà phải chịu hy sinh bởi một cái con rồng lửa hoang dã cực kỳ mạnh như vậy. Thế nên trong ngày hôm nay mình quyết tâm sẽ trở lại đó để trả thù cho em rồng lửa. Và cũng như á, mình muốn xin các bạn cho mình sử dụng một cái lệnh, đó chính là game rule keep inventory á, để mình có thể thoải mái trong việc chiến đấu nè, cũng như là đỡ mất thời gian trở lại để lấy đồ á. Và trước khi trở lại thì mình muốn trang bị cho bé rồng nether vừa mới lớn một set đồ rồng kim cương nhá, vì set đồ rồng kim cương sẽ tăng cái sức phòng thủ lên rất là nhiều. Và để làm được á, thì mình cần phải có một ít viên kim cương cũng như là khối kim cương và đặt theo công thức giống như vậy. Ở đây và ở đây. Nói vậy là mình đã được một cái giáp rồng kim cương rồi. Còn về vảy rồng nguyên tố thì mình có thể kiếm được từ những cái em rồng này bằng cách là chế tạo một cái kéo kim cương giống như vậy nè, và cắt vải một cái. Nó cắt một lần mình được tới 4 cái vải luôn cơ. Em rồng băng coi có cắt được không? Mình không hiểu tại sao bé băng thì không cắt được các bạn ơi, còn bé rồng nether thì có thể cắt được nè. Và bốn cái này thì mình có thể chế tạo được coi nào, một thanh kiếm nè, một cây xẻng hoặc là một cây rìu, một cây cuốc, một cây cúp nè, kể cả giáp nữa. Và chắc bây giờ thì mình sẽ ưu tiên là một cây xẻng trước đi, vì hiện tại trong người mình chưa có cây xẻng nữa trơn á. Với lại mình cần xẻng để làm một vài chuyện nữa. Rồi tạm thời thì làm một cái xẻng bằng vải rồng nether nhá. Còn mấy cái vải còn thừa thì mình sẽ cất vô trong. Sắp tới thì mình sẽ bắt đầu chế tạo dụng cụ cũng như là vũ khí sau. Kéo rồng thì chắc mình sẽ cất ở nhà. Và chắc bây giờ thì mình sẽ trở lại đằng đó để chiến đấu luôn thôi. Ba lô để tránh bị mất nữa thì mình sẽ cất tạm ở nhà nè. Chỉ mang theo những thứ cần thiết, chẳng hạn như là đồ chữa thương. Còn gì nữa không? Táo vàng thì sẽ đem một trái ăn tạm nè. Medkit hả? Medkit thì chắc không cần mang đâu. Và thịt của con này á, thì mình sẽ nung lên đi một xíu về mình ăn trong lúc đi khám phá cũng rất ok đó. Đây, lấy thịt này và cho vô để cho nó nấu nha. Như đây đồ cũng đã tạm ổn rồi. Và giờ thì chắc mình sẽ bắt đầu trận chiến với cái con rồng hoang dã kia luôn thôi. Đây, đầu tiên thì mình cần phải trang bị một cái giáp cho em rồng nether cái đã. Bắt em ấy vào lại. Và những cái điểm dead thì mình đã remove bớt rồi để cho đỡ choáng chỗ á. Vào giờ mình sẽ dịch chuyển lại một điểm khá là an toàn ở bên ngôi làng. Ngôi làng chỉ mới bị tấn công một phần thôi các bạn ơi. Chẳng hạn như là đâu rồi? Đây, cái nhà bên đây nè, bị con rồng tấn công rất là dữ dội luôn á. Một cái bon thì mình có mang theo, medkit ở đây. Đó chính là con rồng đã đánh mình sắp mặt luôn á. Nè, nó theo rụi hết một phần của ngôi nhà rồi. Ui, hình như nó thấy mình nữa rồi. À, chưa thấy hả? Ui, bắn không tới, nó cao quá hả? Đánh con rồng này, bây giờ mình có cách á, là mình sẽ vừa bắn vừa núp á các bạn ơi. Đánh trực diện không thể nào mình đánh lại nó đâu. Kể cả rồng còn đánh không lại tên này nữa mà. Ui, chưa vô đây mình chữa thương cái đã.
Đấy 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 đấy, các bạn thấy sức tấn công của nó chưa? Rất là kinh khủng luôn á. Mình biết lý do tại sao em rồng lửa phải hy sinh rồi. Những phát bắn của nó cực kỳ thốn luôn. Mặc dù mình đã trang bị một set đồ rồng rồi đó, mà được chất lượng cũng đâu phải dạng kém đâu, mà bị nó đánh sấp mặt luôn. Mình sẽ remove điểm này và dịch chuyển lại cái điểm hồi nãy mình mới tới nhá. Đây, và tiếp tục trở lại thôi. Ui, lâu lắm mình mới gặp một đối thủ đáng gờm giống như vậy nè. Khó khăn ghê luôn á, nhưng mà phải cố gắng lên thôi chứ sao giờ. Và bây giờ mình sẽ thử lại với em rồng Nether nhá. Đi lên em ơi, mong rằng em rồng Nether có thể sống sót sau trận chiến với con này. Ui, con nó khung kìa. Chui hết, mình đã bị mất máu rất là nhiều rồi. Khung hả? Mình sẽ vừa điều khiển rồng để phun lửa cũng như là vừa chữa thương lại nha, để tránh trường hợp bị chết trong lúc cười ấy. Dám đùa với rồng Nether, lửa Nether không tin là thua con rồng này đó. Cùng lên em ơi, cố lên cố lên cố lên. Con rồng này đợt trước bị rồng lửa tấn công một khá rồi, mình nghĩ nó cũng đang yếu rồi đó. Dám đọ lửa, may mà mình có trang bị theo một cái enchantment kit nên chữa thương cũng được một phần. Nó đang hạ thấp thân người xuống nè. Dám phun lửa, phun lửa hả? Phun lửa này rồi, cận chiến luôn em ơi. Cận chiến thôi, cận chiến đó. Không tin là đánh không lại người, xong tiếp không bít thôi em ơi. Đánh vào đồng với người nè. Ui, công nhận trang bị đồ rồng rồng kim cương thì nó cũng đỡ hơn các bạn ơi. Cuối cùng thì em rồng Nether trang bị giáp rồng kim cương cũng đã đánh bại được con rồng hoang dã này rồi. Vậy là mối thù của em rồng lửa đã được trả. Và cái con này không biết cấp độ mấy nữa mà nó mạnh quá trời luôn ấy. Lâu lắm rồi mới gặp một đối thủ xứng tầm, và vết thương của mình thì cũng không có nặng cho lắm. Mà quên, lúc hồi nãy á, mà mình trở lại đây để lấy đồ thì mình vô tình phát hiện một cái rất là đặc biệt luôn. Ngay chỗ cái vải rồng á. Ủa đâu rồi ta? Một cái... À đây nè. Chỗ này nè. Em rồng kia thì để đẳng đi. Đây nè. Đây là cái mà mình nhặt được cái vải rồng, cũng như là bên trong này là một cái rương á. Đó, các bạn có thấy gì cái đặc biệt bên trong không? Đó chính là một cái Raiden Essence. Không biết cái này... Ôi, đây nữa nè, còn thừa nữa nè. Ui, còn thừa 7 cái nữa. Ồ, lẩm vô Raiden. Cái này là hệ lửa hả? Ê, có khi nào cái này mình có thể hồi sinh được em rồng không? Ủa, cái rương nó cũng mất rồi kìa. Ui, nhiều khi cái này mình có thể dùng để hồi sinh em rồng á. Chưa, mình sẽ ăn trước cái này đã. Mình đang bị sốc nhiệt các bạn ơi, vì đây là vùng sa mạc nè, và hình như đang mùa hè nữa hay sao á. Mình bị bốc quả quá trời luôn. Mình sẽ tranh thủ lấy vải của con rồng này đi. Đây là cái tội giết em rồng lửa là mình phải lấy hết vải của nó. Và con rồng này chỉ mới cấp độ 3 thôi. Wow, không biết từ khi nào mà mấy con rồng này nó lại mạnh đến vậy luôn á. Chỉ mới cấp 3 thôi mà nó đã có thể càng quét mình em rồng lửa luôn. Khổ em rồng lửa ghê luôn á. Đây, mình sẽ cởi mấy rồng Nether và trở về ngôi làng để tắm một xíu coi, chứ giờ nó nóng quá hả, mình đang bị sốc nhiệt kìa. Ui, phun hết một phần của ngôi làng luôn á. Ê, con này định làm gì hả? Rồi bây giờ mình sẽ nhảy xuống cái khu vực sông này để mình tắm một xíu cho nó đỡ nóng nhá. Rồi sau đó thì mình sẽ trở về nhà thôi các bạn ơi. Mình đã trở về nhà rồi đây, và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu sử dụng cái Raiden Essence này nhá. Đây là củ rồng lửa, và sau khi mình tìm hiểu thì cái này á, nó chính là cái giúp mình có thể hồi sinh rồng nguyên tố các bạn ơi. Vậy là những bé rồng nguyên tố sẽ bất tử luôn, chỉ cần mình nhặt những cái Essence này về và đặt xuống đất giống như vậy. Ủa mất tiêu rồi, mình mất cái Raiden Essence đó rồi mà. Ủa vậy em rồng lửa đâu? Hay là bị lag rồi ta? Ok, để bây giờ mình sẽ thử tốt ra vào lại coi em rồng lửa đâu mất tiêu rồi nhá. Chứ mình dùng được cái Raiden Essence đó mà sao không thấy mấy rồng nó hết trơn á. Sau khi thoát ra vào lại thì đây chính là em rồng của mình nè. Ăn em ơi. Đúng rồi, cho em ăn thịt rồng của con hồi nãy mà nó đánh gục em luôn. No bụng rồi nha. Chắc bây giờ mình sẽ cởi mấy cái đồ vàng này ra đi.
Cũng như là đồ sắt nào mình thấy mấy đồ này yếu quá hả? Mình nghĩ là một phần á là tại những cái bộ giáp em ấy mặc á không thực sự mạnh, để rồi bị mấy con rồng kia đánh bại á. Để nên bây giờ mình sẽ ưu tiên làm những bộ giáp rồng kim cương nhá. Ở đây mình chỉ có 3 thôi, vậy là chỉ đủ làm một bộ giáp nữa hả? Chắc là phải đi tìm thêm kim cương rồi làm giáp rồng kim cương cho mấy bé rồi. Giờ thì mặc tạm cho em rồng rồng lửa đi, để bù đắp cho cái sự hy sinh của em vừa rồi nhá. Còn rồng băng chịu khó một xíu đi, rồi khi nào mình có điều kiện hơn á thì mình sẽ trang bị cho em rồng băng bộ giáp rồng kim cương luôn. Mặc dù rồng băng thì mình sẽ ít sử dụng trong việc chiến đấu hơn. Và chắc bây giờ thì mình sẽ dọn dẹp đồ lại, rồi sau đó bắt đầu công việc tiếp theo trong ngày hôm nay nha các bạn. Ở tập trước trong lúc đi khám phá thì mình có nhặt về 3 quả trứng rồng nguyên tố nè. Và trong ngày hôm nay thì mình sẽ bắt đầu sử dụng nó trong việc ấp trứng rồng nha. Và mình sẽ quyết định ấp 3 hệ trong cùng một lượt luôn. Đầu tiên đó chính là rồng đất trước đi. Và để ấp được rồng Terra thì mình cần phải di chuyển qua bên kia trước. Giờ thì sao ta? Chắc mình phải lấy một ít cát cũng được á. Tại vì rồng Terra nếu mà muốn ấp được thì mình cần phải có những cái khối cát ở xung quanh. Và nơi ấp trứng rồng không nơi nào hợp lý hơn chính là ngay khu vực này luôn nè. Mình sẽ đặt trứng rồng ngay tại vị trí này, rồi sau đó chạm vào một cái để bắt đầu quá trình chuyển hệ. Và mình sẽ cách xa mấy khối đất này ra, chỉ trừ xung quanh là cát thôi, để cho bắt đầu chuyển ra rồng Terra nhá. Kế tiếp là mình sẽ ấp một bé rồng nước. Và để ấp được rồng nước thì mình cần phải đặt xung quanh là nước đúng không? Và cũng khá là nguy hiểm đó, tại vì khi mà rồng ở gần nước như vậy, khi mà nở mình không kịp dẫn về nhà thì sẽ rất dễ lọt xuống nước và bị lạc mãi mãi luôn, nên cần phải lưu ý nhá. Vậy là được hai em rồng rồi. Và mình sẽ lấy thêm ít sắt nữa để mình làm một cây kéo á, rồi sau đó cắt lá. Tại vì mình muốn ấp ba hệ trong ngày hôm nay chính là đất nè, nước cũng như là lá nhá. 1, 2, 3, 4, khoảng 9 cái các bạn ơi, để tạo thành một cái hình vuông. Rồi 9 cái nè, đó. Đó, trứng đi đồng đã chuyển hệ rồi nè, rồng nước cũng vậy luôn. tuyệt vời. Rồng lá sẽ ấp kế cái cây đi, cho nó có cái hơi lá luôn. Đặt ngay tại vị trí này nè. Đặt xuống và quả trứng rồng lên. Rồi giờ thì đợi cho quả trứng rồng Aether chuyển thành rồng lá thôi. Và để an toàn hơn á thì trong thời gian 2 tập mình sẽ bắt đầu rào lại xung quanh bằng những cái hàng rào á. Hoặc là bây giờ thì mình rào luôn cũng được, tại vì công thức của các hàng rào thì cực kỳ rẻ luôn. Và sẵn tiện đây thì mình sẽ đi ngủ một giấc trước khi trời sáng nhá. Và cuối cùng thì quả trứng rồng Aether cũng đã chuyển sang rồng lá rồi các bạn ơi. Vậy là quá trình ấp trứng rồng đã bắt đầu diễn ra rồi đó. Và chắc bây giờ thì mình sẽ bắt đầu một chuyến khám phá mới. Nhưng mà trước khi đi khám phá thì mình sẽ chế tạo những cái vũ khí từ máu rồng mà mình đã lấy được ở những tập trước nè. Có 10 lọ hả ta? Và Witherbone không biết mình còn không nữa. Tại vì để chế tạo được thì mình cần phải có cái Witherbone nữa. Witherbone. Ôi hình như ủa? Hình như mình thiếu Witherbone đúng không ta? Mình nhớ hôm trước mình có đánh mấy con Wither Skeleton mà đúng không? Đúng rồi nè, cần phải có Witherbone. À mà quên, mình có cái chỗ farm mà, đây nè. Wither Skeleton nè. Đâu rồi, xuất hiện đi mấy anh bạn. Đây là chỗ farm Wither Skeleton của mình. Và bây giờ mình sẽ ngồi đây để farm một xíu nha. Ui, ở đây nó đặt một trái bơm hồi nào vậy, mình không đi. Ây da, còn nè. Ui, mình không để ý làm nổ một phần của nhà rồi. mình hậu đậu quá à. Để trong thời gian với hai tập mình rảnh mình qua đây mình giá lại cái nhà nhá. Chứ để ngôi nhà lũng lỡ vậy thì kỳ lắm luôn á. Đây, Wither Skeleton nè. Nãy giờ đánh hai tên thì được có một cái Witherbone thôi. Nữa hả? Ui, nó hồi gai cả đống vậy. Umi nướng trước cho đỡ khác các bạn ơi. Cũng như là chữa thương lại xíu nha. Để không thôi hồi chúng đập chết queo như hôm trước thì mệt nữa. Ui, lại một cái đầu Wither nữa. Vậy là mình đủ đầu Wither luôn rồi đó. Wow, mình có thêm một cái đầu nữa nè. Ở nhà hình như mình nhớ không lầm á, mình có tới 2 cái đầu Wither lận. Là có tới 3 cái đầu Wither để mình có thể triệu hồi được một con boss Wither rồi. Ui, chắc bây giờ mình về nhà luôn thôi, không ở đây nữa. Về nhà gom mấy cái đầu Wither lại. Đâu rồi, hôm trước mình nhớ là đây nè. Đó, 3 cái đầu Wither, rất là tuyệt. Rồi các linh hồn đâu? Có các linh hồn luôn nhưng mà còn thiếu một. Ok, chắc bây giờ thì mình sẽ lấy cái đồ bật lửa. Mình có cho vô trong này không? Có luôn nè. Mình sẽ đi xuống dưới Nether để đi lấy cái
các linh hồn á, rồi sau đó trở về để đánh boss Wither á. Đánh boss Wither thì mình có thể nhặt được sao Nether và sử dụng nó trong rất là nhiều việc luôn á. Rồi giờ thì xuống Nether thôi. Hy vọng rằng các linh hồn sẽ ở gần cái khu vực mà mình xuất hiện nhá. Và ở đây thì có mấy con quái nữa cà khịa mình, chẳng hạn như là mấy con bên này nè, nó tính cà khịa dặn không bỏ, mình biết thế nào cũng cà khịa mình á, nên mình gài nỏ sẵn rồi. Con này cũng bà đặt cà khịa hay gì hả? Và chắc bây giờ mình sẽ thôi thà cho nó đi, mình sẽ đi tập trung vào việc tìm các linh hồn thôi. Mình có 3 rồi nên chỉ cần một cái các linh hồn nữa. Ê, nữa tính cà khịa dặn không bỏ. Dương cung định bắn ai hả? Hả? Ý, bắn cũng hụt nữa. Rồi thôi tha cho mẹm đi. Giờ mình sẽ đây đi lên cái đường cũ mà hôm trước mình đi nè, để đi lên trên cái chỗ cao cao tòa tìm các linh hồn thôi. Chỗ này có không? Chỗ này có một vấn đề rất là khó khăn, đó chính là nhiệt độ á, mình ở đây lâu là thế nào cũng bị chết cháy cho coi. Mình cần phải ăn miếng trước, đã đang bị đói nè. Các linh hồn. À kìa, thấy rồi. Mình thấy các linh hồn rồi các bạn ơi. Mình đừng. Ui, con gì vậy? Ui, con này bắn ai vậy? Ây. Ui, quá giật tấn công. Ui, chơi đánh hồi đồng. Chơi đánh hồi đồng nè. Đừng có tưởng là đồng mà tôi sợ. Ui, con nữa. Ây, nóng. Mấy con này chơi đánh hồi đồng không à. Mình sẽ tranh thủ lấy cây sẻn Nether nè. Đó, rồi sau đó mình sẽ lấy các linh hồn nhá. Ui, sợ ghê luôn á, chơi mà đánh hồi đồng người ta. Và mấy con nãy nó cũng có rơi ra thịt nữa. Ok, giờ chắc mình sẽ trở về thôi, lấy được các linh hồn rồi. Trở về nè. Quầy mới xuống có tí xíu mà bóc quả rồi. Chắc sắp tới mình phải tranh thủ sắm cho mình một cái đồ cân bằng nhiệt độ á, để có đi đến vùng đất nào nhiệt độ có khắc nghiệt đến mấy thì mình vẫn có thể sống sót được. Và mình có thể triệu hồi được con Wither ngay bây giờ luôn á. Nhưng mà để đảm bảo an toàn thì chắc mình phải triệu hồi ở một nơi xa xa nhà, chứ không thôi á là con boss này nó sẽ tàn phá xung quanh, kể cả những cái quả trứng luôn á, rất là nguy hiểm. Nên mình sẽ đi đến một nơi thiệt là xa. Đâu rồi ta? Ba lô của núp đi. Chỗ này rất là xa nhà mình nè. Và mình sẽ triệu hồi nó ngay bên trong tòa tháp này luôn, để có gì nó bị vướng lại á, mình còn dễ làm việc. Rồi giờ trước khi đánh nó thì mình cần phải trị vết thương của mình trước, vậy thì mới hồi phục lại sức khỏe và đánh nhau dễ dàng hơn. Chữa thêm một vài cái nữa. Coi còn cái phần đầu còn xíu nè, ở phần mình chứ. Rồi chữa xong. Và bây giờ thì mình sẽ đặt các linh hồn xuống theo hình chữ T, giống như vậy. Đó, rồi sau đó gắn ba cái đầu Wither lên. 1, 2. Mình đang phân vân là không biết có nên làm một món vũ khí rồng không ta? Nhưng mà mình nghĩ với sức tấn công của cái cây rapier này thì nó cũng tạm ổn rồi, còn vũ khí rồng từ từ tạo sao? Rồi, để cho nó hồi lại sức nè. Ui, xong rồi. Ui, nó làm một phát. Ui, nó nổ một phát hư cái tầng 1 của cái tòa tháp luôn. Ây, nó bắn mình bị hoa mắt. Những phát bắn con này làm mình bị hoa mắt ấy. Ui, hoa mắt vẫn có thể đánh được người đấy. Đừng có đùa với ta. Nhảy lên. Mình sẽ dùng tuyệt kỹ đu bám của mình để áp sát nữa. Hoa mắt. Đừng tưởng ta không thấy là không bắn trúng người. Ui, nguy hiểm thiệt sự luôn á. Nữa. Đứng xa xa ra để thấy đường bắn đó mọi người. Con này nó đánh mình bị hoa mắt này hả? Khó chịu nè. Cận chiến là người thua ta rồi. Chịu thua đi. Ui, mình nói thật là mình không thấy gì luôn. Con boss khó chịu ghê, quýnh đòn ha, vô phần mắt người ta để người ta hoa mắt không à. Và cuối cùng mình cũng đã đánh bại nó và mang về được một cái sao Nether rồi. Có sao Nether này sắp tới thì mình sẽ sử dụng nó trong rất là nhiều công việc nhá. Còn giờ thì chắc mình sẽ trở về để dọn dẹp đồ và bắt đầu cái chuyến khám phá trong ngày hôm nay thôi.
trước khi bắt đầu chuyến khám phá thì mình sẽ chế tạo một cái kiếm rồng trước cái đã, để không thôi sắp tới mình không có kiếm mà đánh với mấy con rồng đó. Đây là một thanh kiếm chuyên dụng để đánh những con rồng lửa hoang dã nhá. Sau này ta sẽ cố gắng đánh bại các người, cho các người không ha, ức hiếp mấy bé rồng của mình nữa. Rồi, sau khi có được một cái thanh kiếm giống như vậy thì mình sẽ kết hợp nó với một lọ máu rồng. Nó vậy là kiếm này đã được nhuộm máu của rồng lửa và tự được cường hóa luôn. Nhưng mà cái chất lượng nó không được tốt cho lắm á, thế nên mình sẽ đi lên trên để sửa lại coi coi có được không nhá. Mong rằng có thể sửa lại được để mình có thể dễ dàng sử dụng hơn. Rồi đầu tiên thì mình cần phải lấy xương rồng ra và cho vô cái đe, cũng như đặt thanh kiếm rồng này vào. Ừ, sửa được nè. Sửa. Ui, nó chữ tùm lum ơi. Sửa nè. Đó, can rồi. Can thì cũng tạm ổn đó, sẽ cho 10% tốc độ và 10% sức tấn công. Như vậy thì thanh kiếm của mình sẽ đánh nhanh hơn và có sức tấn công tốt hơn. Bên cạnh đó thì mình có được một ít cái vải của rồng đây con rồng Emerald nè. Chắc bây giờ mình sẽ chế tạo một set đồ từ vải rồng Emerald luôn đi. Đó, đây là bộ giáp từ vải của một con rồng hoang dã hệ lửa. Như vậy thì mình có thể tăng sức phòng thủ hơn rất là nhiều, thay vì mặc bộ xếp đồ rồng băng mà có thêm cái ủng kim cương nữa. Rồi, mặc tạm vô nè. Đó, gì mới xịn chứ. Rồi, bây giờ thì chắc mình sẽ ngủ một giấc đây, rồi sáng thức dậy thì chúng ta sẽ bắt đầu cái chuyến khám phá trong ngày hôm nay nhá. Hồi nãy mình thấy có một ít viên kim cương trên cái đồ sửa đồ á, thế nên bây giờ thì mình sẽ nén nó lại thêm một lần nữa nè. Đó, và tạo ra thêm một cái bộ đồ rồng nữa. Như vậy thì mấy bé rồng mà mình đang sở hữu á đều có giáp rồng kim cương hết rồi, rất là tốt trong việc chiến đấu luôn, cũng như là không sợ bị hy sinh bất cứ một lần nào nữa. Đây, trang bị cho em nè, giáp rồng kim cương nha. Vậy là nguyên cái vàng rồng mình đã sở hữu đồ kim cương hết rồi. Và giáp rồng vàng thì mình sẽ cất tạm vô đây đi. Và bây giờ thì mình sẽ cưỡi một em rồng, đó chính là đâu rồi ta. Đây, em rồng Nether. Em rồng này hồi nãy đi khám phá cùng mình á. Ủa, đi trả thù cùng mình chứ. Và bây giờ thì để coi nào, mình sẽ đi về hướng nào mình chưa đi ta. Hướng Đông Bắc đi. Hướng Đông Bắc hiện tại mình vẫn chưa mở được cái phần nào của bản đồ nè. Trong ngày hôm nay thì mình sẽ đi về hướng Đông Bắc nha. Và úi, ồ, bên này có con quái vật. Nướng luôn. Không biết quái vật gì, tạm thời cứ nướng trước đi. Rồi xong rồi. Nướng xong rồi và ui, bé rồng của mình nướng phát con cá có chân hồi nãy á, nó thành cá chín luôn á. Quá là xịn luôn. Mình sẽ ok, tạm thời giữ mấy này đem về ăn cũng được, cá mà ăn tốt có gì đâu. Và con rồng đây, con rồng rồng biển nè, dám tác quái gần nhà mình, ta cho người chết. Ê, quên, đùa, chết chứ. À, vẫn còn sống á, ly vái, biết có phun xuyên mặt nước được không nữa. Hình như bé rồng mình phun xuyên mặt nước không được, không ơi, con kia nó khôn quá à. Nó kiểu như nó nấp dưới mặt nước á. Và bên này có một cái công trình gì đó dưới biển, cũng như là một cái con rồng biển ở phía dưới này nữa nè. Cái con này nó thông minh thì cái nó biết là rồng mình không thể nướng xuyên mặt nước được á, nên toàn nấp dưới mặt nước không à. Thôi kệ, nấp thì thôi. Người nấp thì không có chạy cối đâu mà hay đánh với các người đâu. À, mình sẽ tiếp tục đi thẳng về hướng Đông Bắc xem coi có cái gì đặc biệt không nha các bạn. Nhưng mà sao xung quanh đây nhiều vòng biển vậy ta? Nhiều thực sự luôn á. Đó, đằng kia con nữa kìa. Ờ, mực y chưa. Nàng tiên cá giả mạo. Không phải, không được. Mình phải tiêu diệt. Nàng tiên cá giả mạo nhìn mình là không thích rồi. Tối ngày mê hoặc trai lạnh. Tối ngày mê hoặc trai lạnh nè. Ui, bắn xích chút. Lần này thì không hộp nữa nha. Ủa, sao hộp hoài vậy? Không được hộp. Kết liễu. Ủa, ủa mình nhắm chuẩn lắm mà ta. Kết liễu nè. Không tin phát này lại hộp. Trúng nè. Rồi, trúng rồi. Lọt xuống dưới luôn á. Rồi, mê hoặc ta đi. Có ngon vụ ta lại đi, đúng rồi. Như vậy thì mình sẽ bơi lại đằng đẵng tốc độ nhanh hơn. Và mình sẽ kết liễu luôn nha. Ê, nhưng mà đang dưới nước mà, nghẹt thở thôi bây giờ. Lại đây. Lại đây này. Ui, còn tạo ra ảo ảnh nữa chứ. Lại đây. Rồi, không may mặt nữa thì thôi. Mình định bắn một phát chết luôn á, nhưng mà cái nỏ của mình nó chưa đủ mạnh để bắn phát chết luôn á mọi người.
Vấn bác còn nhảy đành đạch luôn á. Thôi kệ đi, giờ mình sẽ tiếp tục đi khám phá tiếp về hướng Đông Bắc. Và hướng này thì có rất là nhiều đảo hoang luôn. Có vẻ hướng Đông Bắc là một cái vùng biển chưa được khám phá. Và đằng kia có một con rồng biển cực kỳ to kìa. Không được rồi, không được rồi. Rồng đó là mình phải tiêu diệt thôi. Con rồng biển kia lên đây, lên đây, lên đây. Ui, giết mực nè, lên đây. Lên đây, lên đây. Lên đây nè, có con lên bờ đi. Lên bờ. Giờ thì mình đã mạnh hơn lúc trước rồi, không phải quật phát chết như hôm trước đâu. Có con ở đây rồi, rồi mắc kẹt với chúng tôi, mắc kẹt này. Ui, những phát quật nó thốn ghê á. Phải lấy đồ chữa thương ra thôi. Cái đồ chữa thương đây, đây 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 đây, chữa thương lại cái. Ui, chưa chữa thương mà. Con này có vẻ khá là trâu á các bạn ơi. Mình đánh cả buổi trời vẫn chưa tiêu diệt được nè. Không sao, không sao. Mình sẽ đánh nó một cái nữa. Vậy là có thể đánh bại được nó rồi mà không cần sự trợ giúp của bé rồng Nether luôn á. Đùa. Và đằng kia có một cái công trình gì kìa. Chắc bây giờ mình phải cưỡi em rồng Nether qua bên kia khám phá luôn thôi. Ờ, cái này kiểu như Atlantis hay sao ấy. Nó có cái khối xanh xanh kìa. Còn có con rồng này tiếng cá da màu nữa. Chứ ui, chưa bắt mấy rồng lại mà. À, giả mê hoặc. Mê hoặc này. Mê hoặc hả? Lên đây. Lên đây. Quýnh con cái làm gì căng. Quýnh con một cái làm gì không dám lên hả? Không dám lên thì mê hoặc làm gì hả? Làm người ta chạy lên theo hả? Và bé rồng của mình đâu rồi? À kìa, bé rồng mình vẫn còn trên đó, hên quá. Tại vì mình chỉ lo là bé rồng Nether của mình đụng chân xuống nước á, thế là bị dịch chuyển đến một nơi ngẫu nhiên như vậy thì mình sẽ bị lạc máy á. Và bây giờ thì mình sẽ tìm cách để trèo lên trên nhá. Rồi, bắt. Úi, bắt không tới. Đây, bắt và cho em ấy vào trong ba lô nha. Như vậy thì mình sẽ không bị lạc nữa. Tại vì đồ khi mà mình chết á, nó sẽ không bị rơi ra khỏi ba lô các bạn ơi. Nên rất là yên tâm khi mà cất em ấy vào trong ba lô. Và mình sẽ cất thêm những thứ không cần thiết nữa. Chẳng hạn như là mấy cái vải rồng nè. Đồ chữa thương thì cần. Lút bát luôn, cũng cất nha. Và chờ một ít cái thịt cái đã. Tại vì không có thịt thì mình sẽ không thể ăn khi mà đói được đâu. Rồi, giờ thì xuống dưới thôi. Chỗ này... Quái vật bóng tối. Ê, vũ khí kiếm mình nó chỉ thực sự mạnh khi mà đánh với rồng thôi. Còn đánh với con này thì mình vẫn nên dùng cây rapier. Con này đánh lén hả? Con kia chiên đi đánh lén luôn á. Ui, lửa mấy con này mạnh quá. Một Ripper, 2 hit là chết. Đùa. Và cái cúp của mình giờ thì không có đập nhanh như lúc trước nữa. Nên việc phá spawner có vẻ hơi khó khăn đây. Nhưng mà không sao, mình sẽ cố gắng hết sức để có thể phá hết những cái spawner. Quái vật bí ẩn nè. Mấy con đó đánh trúng là sẽ bị tối trời tối đất á. Mình sẽ đi hướng nào ta? Ở đây có nhiều hướng quá à. Không biết trong này có boss không nữa. Mấy con quái vật bóng tối này đánh cái nó đen thui à. Đây, lấy cái cúp ra để đập spawner lẹ không thôi là bị nó hù nữa. À, Shadow Horn. Tới chỗ của boss rồi, tới chỗ của boss rồi hay sao nè? Hình như phía dưới mình là chỗ của boss thì phải á. À không, dưới mình là nước biển mà. Ủa gì, giữa con boss đâu ta, chắc con boss nó cũng gần đây thôi. Chưa kịp giết nữa là nó nổ rồi. Bên đây có phải không? Hy vọng là chỗ của boss. Ủa? Cái phòng chứa rương vậy thôi hả? À, vậy là trong đây có mấy cái phòng chỉ chứa rương thôi các bạn ơi. Và đồ trong đây hình như nó bị trùng hay sao ấy. Các bạn có thấy nó giống giống không? Rương nào nó cũng như nhau hết trơn á. A few moments later. Một cái kiến. Ở đây có một cái kiến để biến về đó nè. Hơi bị tiệt đó nha. Bên đây coi. Thì có vàng và táo vàng, chắc lấy được nè. Táo vàng ăn để cho nó tăng khả năng hồi phục á. Rồi giờ thì tiếp tục đi thôi. Hướng này coi có gì. Ủa bây giờ trên thanh kia nó lại mất cái con nai mau gì rồi. Và nó xuất hiện thêm con nai say các bạn ơi. Ở đây nó thối quá à. Không hiểu luôn á. Ui chết rồi. Mình vô lộn phòng con boss rồi. Ui chết. Vô lộn phòng con boss. Này xây này.
Ui đi lông nhông hồi vô phòng con boss không hay luôn. Bó tay thật á. Ui và nó rơi ra những cái này xài scepter nè. Cái này hình như bắn được đúng không? Ừ đúng rồi bắn được. Wow nó bắn ra mấy quả cầu nè các bạn. Ui xịn nha, để bây giờ mình sẽ thử dùng nó tấn công mấy con quái coi coi được bao nhiêu sát thương. Ui cái này nó sâu tới bedrock luôn rồi. Và này là tầng cuối hay sao á. Càng bị xuống sâu á thì cái tầm nhìn của mình càng bị hạn hẹp á các bạn ơi. Nên phải rất là cẩn thận khi mà đi khám phá giống như vậy. Ui có gì á. À con này nó cắn rồi nó đu trên người mình luôn. Ui có mấy con. Chơi thì chiêu bám cho người mình luôn chứ. Ghê thiệt á. Ui nữa nè. À, con này bé bé hay gì mình không để ý phải rồi. Ok đạp spawner nó liền. Chịu khó bị nó cắn. Cắn đi. Cắn hả. Dám cắn mình. Ở dưới đây có cái cầu thang đi lên trên đó nè các bạn ơi. Ở đây nó rất là ngộ nha. Đi xuống một hồi sẽ có cái cầu thang dẫn đi lên trên. Và ngược lại á, đang đi lên trên thì lại có một cái cầu thang dẫn đi xuống dưới hoài luôn. Và bên đây là Nữa rồi. Gặp của con boss rồi. Mà ngẫm sao. Con này đánh cận chiến hả. Được luôn. Cận chiến thì cận chiến này. Cận chiến với người này. Ủa nhưng mà hình như nó ủa nó hút mình vô. Hút này. Ao ao ao. Ý con kia. Nó đang lợi dụng để nó bắn mình. Bắn ta trong lúc ta đang bị khống chế hả. Con kia nó sẽ cho mình hiệu ứng hoảng sợ sao ấy. Ui. Mình đang chạy càng ngày càng xa nó kìa. Và nó đang ở trong lava á. Nên lỡ mình tiêu diệt nó cũng bị mất đồ. Nên rất là lo luôn. Mình sẽ gán đánh nó cho nó đi ra khỏi chỗ lava luôn. Đi ra chỗ lava đi. Tao cũng cần phải lấy đồ của ngươi đó. Dám đứng trong lava để tao không có lấy đồ được hả gì. Con nhện này đi ra. Chỗ đây đang đánh boss. Ôi có cách nào để ngăn không ta. Ui nước không có tác dụng luôn á. Đánh đại đi. Hên. Đồ nó rơi ra một góc ở cái bên này á. Vì mình vẫn có thể lấy được các bạn ơi. Và bây giờ mình sẽ lấy những cái gậy này. Có cánh dơi nấu chín luôn kìa. Con dơi nãy nó rơi vô lava á. Lượm thêm ngọc ender. Vậy là nãy giờ mình nhặt được quá trời ngọc ender luôn mang về nè. Wow xịn ghê. Bây giờ mình sẽ tìm nốt cái con nai màu nãy mà mình gặp lúc ban đầu ấy. Mình đi làm vòng để tìm con đó mà lại gặp hai con boss khác chứ. Bó tay luôn á. Tìm mãi không thấy cái con boss kia nên mình đã đi lên trên và gặp được con khác nữa nè các bạn ơi. Con này khá là to để mình con mình nướng được không. Ui con đó có tuyệt chiêu xoay vòng vòng luôn á. Nó cũng cạnh cái chỗ của mình farm mấy con Wither Skeleton nè. Sẽ lên trên đây coi có cách nào giết con này không. À dùng nỏ. Mình nghĩ tầm này bắn nỏ vẫn được nè. Ui không trúng à. Đó các bạn thấy cái cái phát bom mình bắn không. Nó kiểu như nó bị rớt. Buồn cười lắm luôn ấy. Nên nói chung là tấn công vũ khí tầm xa mà ở dưới nước là nó vô dụng hả. Ui trúng kìa. Ủa vẫn chúng được 1 hit hồi nãy cả. Đó 2 hit luôn. Ủa vậy là vẫn có thể tấn công trúng được á. Nhưng mà tỷ lệ trúng hơi ít 3 hit. Để coi con này mình có thể tấn công nó bằng cái này đến chết không nhá. Bị té. Ui là boss người ta bị té xuống nước rồi. Ủa nhưng mà sao con này nó hiền vậy ta. Để mình thử lại gần coi nó có đánh mình không nhá. Chứ con này là hơi bị hiền đó. Bé đồng ở trên đó đi nha. Anh bị đánh thì kệ đừng có xuống cứu nha. Tại vì xuống nước là em ấy sẽ bị dịch chuyển. Ồ không con này không hiện như bạn. Không hiện con này không hiện. Không hiện chút nào. Không dữ nè. Và nó rơi ra gì đâu. Chỉ rơi ra cá thôi hả. Tưởng đâu rơi ra đồ xịn dữ. Ai dè chỉ rơi ra cá thôi các bạn ơi. Ok giờ thì mình sẽ tiếp tục đi khám phá thôi. Đi một lúc mình lại gặp được một con rồng hoang dã nè. Con rồng này là con rồng mà đợt trước mình gặp trong lúc đánh với nhau với con rồng kia. À chắc con này nó cũng có bà con với con rồng kia chứ gì. Được em ơi, chiến em ơi. Con rồng này dám tắc quái đây. Tắc quái hả? Tắc quái. Rồi con ngồi người đáp xuống dưới đi, chúng ta cùng đánh nhau nào. Ai em phun lửa em ơi.
thì không tin là đồ kim cương mà bị đánh bại lần nữa. Chị chưa bay xa xa để có tầm để phun các bạn ơi. Sẵn tiện mình cũng có khoảng cách để mình hồi máu nữa. Cái gì? Nó có thể vẫn, nó vẫn có thể tiêu diệt được mình. Nhưng mà bé rồng thì sao? Cố lên bé rồng ơi. Cố lên bé rồng. Mình đặt em rất nhiều niềm tin vào bé rồng của mình. Cố lên em ơi. Ây, con kia đi ra, chỗ ta đang quan sát bé rồng. Cố lên bé rồng. Bộ giáp kim cương anh đặt niềm tin vào em đấy. Dập lửa, dập lửa, dập lửa. Bé rồng đang rất là cố gắng chiến đấu các bạn ơi. Ôi bé rồng bắn rồi. Hay hay em ơi. Vậy là như vậy thì mình chỉ có cách á, cho em rồng một bộ giáp kim cương thì em ấy mới tăng sức chiến đấu cũng như là khả năng phòng thủ lên á. Ngồi yên mới, ngồi yên đi. Để mình lấy xác con rồng này coi coi có gì đặc biệt nào. May mà bé rồng mình không sao đó. Ờ và để bổ sung sức mạnh cho bé rồng thì chắc mình nghĩ nên cho em ấy ăn thịt rồng đi. Đây có 2 miếng thịt rồng, cũng là 2 miếng thịt rồng xịn nhất từ một cái con rồng hoang dã nè. Mình sẽ cho em ấy luôn. Đây đây đây, ăn 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 ăn. Ăn nè. Ăn. Ui, ăn một miếng là no luôn hả? Wow, ăn một miếng là no luôn. Đúng là thịt rồng có khác không ơi. Ngồi xuống đi. Mình coi coi chỗ này có đồ gì có thể lấy được không nè. Con ngọc lục bảo. Gì nữa không? Chỉ có vậy thôi à. Một ít kinh nghiệm. Ui, mình 39 level rồi. Hay là một xíu về mình sẽ enchant thêm một vài dòng cho thanh kiếm rồng mình ta. Được đó nha. Thanh kiếm rồng mình mới chế tạo nè, hồi nãy mình quên sử dụng mất, tại vì mình hơi bị cuốn á, nên quên mất là không sử dụng cái kiếm rồng để test sức mạnh luôn. Kệ đi, một xíu nếu mà gặp rồng nữa thì mình sẽ sử dụng để chiến đấu nha. Còn giờ thì đi khám phá thêm một đoạn nữa nào. Ồ, quan gia ngõ hẹp thiệt, đi một xíu là gặp thêm một con rồng nữa rồi. Rồi con rồng này đây nè. Uầy, một quất một combo. Mình muốn trắng cây luôn á. May mình còn medkit để dự trữ nè. Ôi ôi ôi. Chưa phải đồng máu quýnh nó mới công bằng chứ. Chơi ăn gian đi. Con rồng này vừa mạnh mà vừa chơi ăn gian nữa các bạn ơi. Áo áo. Có hai con hả? Ủa mình thấy có một con mà. À nó hai con lận. 2-1 à. Đám mạnh còn chơi hội đồng mà còn ăn gian nữa. Được. Con rồng ăn gian. Ăn gian thì mình sẽ cho bé rồng mình sơi con rồng vàng trước. Mình nghĩ vì chiến đấu với hai con rồng kia là không nên tiếp tục các bạn ơi. Vì bé rồng mình đang bị trọng thương nè. Mình mớm cho ăn mà cũng không chịu ăn nữa. Nên thôi, tạm thời chỉ đi khám phá thôi. Còn hôm khác mà bé rồng mình khỏe lại á, chắc chắn mình và bé rồng sẽ trả thù. Mối thù này không thể nào ha, mà bỏ qua được. Thôi chơi mình chỉ 2-1 chứ. Quay một con mình còn hơi chật vật rồi, bởi 2 tên 1 lượt luôn, khổ ghê á. Ồ, đi một lúc thì mình mới để ý ở dưới chân mình á có cái thủy cung này các bạn ơi. được á nha. Và chắc là bây giờ mình sẽ đặt tạm đây một cái điểm, đó chính là bê nè. À, thủy cung. Rồi mình sẽ lưu lại một cái. Vào nãy mình có cho bé rồng mình á đánh con boss trên này và rơi ra được mớ đồ. Ui ui, giờ mình phải tìm cách đi lên trên nè. Ấy ấy à, zoom bay cùng hóa hả. Ở đây nó có một vài viên kim cương mình phải lấy về á. Mình sẽ vứt tạm mấy cái khói mà không cần thiết đi, cũng như là bí ngô nè. Làm kim cương vô thôi. Đó, kim cương. Ôi, con nào mới dương cung đây. Đứng trên đây mà nghe tiếng dương cung ở phía dưới luôn á. Vứt bớt cái gì đi ta, nhiều thứ quá à. Mình chắc phải cắt bớt đồ vào trong rồi. Cắt vải rồng, cắt kim cương nè. Mình muốn nhặt kim cương. Đây, nhặt được 2 khối. Còn gì nhặt được không ta? Cái này chắc tạm thời mình sẽ không lấy về hết đâu, để cho nó bên đây đi, rồi khi nào cần mình sẽ qua đây lấy. Mấy món đồ này nó ở xa nên nó xong sẽ không bị despawn đó các bạn ơi. Đó, ở dưới còn quá trời đồ luôn kìa. Rồi tạm thời như vậy nhá, còn giờ thì chắc mình sẽ trở về nhà thôi. Bé rồng cũng đã được mình bắt vô cái amulet rồi. Ôi cổ cho em rồng nè, đồ quá, hôm nãy mới đi chiến đấu cùng mình á, mất quá trời máu. Úi. Ủa, hình như khi mà bị mất máu, mình cho vô amulet là tự động chữa thương luôn á. Hồi nãy yếu cực, mình mớm cũng không chịu ăn luôn. Bây giờ đã đầy máu rồi nè. À, hình như là vậy á nha. Wow, được thực sự. Và giờ trước khi vô trong nhà thì mình sẽ thăm mấy bé rồng coi coi có nở chưa. Có vẻ mấy quả trứng rồng vẫn chưa động tĩnh các bạn ơi. Nhưng mà mình có thể cho ăn đó nha. Đó, cho ăn nghiện tim luôn á. Đây nè.
hiện tim luôn. Ở bên đây cũng vậy. Rồi, và mong rằng sau khi nở ra sẽ ngoan hơn, không có tinh nghịch đó, để mình đỡ cực khi mà trồng á nha. Rồi, và như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã tiến hành ấp ba quả trứng rồng kia, trả thù cho bé rồng lửa mà mình đã để hy sinh ở những trận chiến trước nè. Và cũng như có một chuyến đi khám phá, mang được rất 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 là nhiều đồ bên trong này. Và chắc bây giờ mình sẽ bắt đầu cái chương trình mở loot bag thôi. Và trước khi mở thì mình sẽ dọn dẹp đồ để chặt cho trống trải á, để mình có thể mở được thật là nhiều loot bag nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ lựa ra những cái loot bag từ cấp độ uncommon lên đến legendary cũng như artifact á để mở nha. Còn mấy cái common thì mình sẽ không mở đâu, vì mấy cái common thông thường sẽ rơi ra đồ không có tốt á các bạn ơi. Cái này còn một cái legendary nè, ray epic luôn. Một vài cái uncommon nữa. Đầy bơ lô luôn rồi đó, đầy kho đồ luôn rồi đó. Rồi giờ thì sẽ bắt đầu mở luôn thôi. Khởi đầu với một cái artifact đi, tại vì mình chỉ có đúng một cái này thôi hả. Hy vọng ra đồ tốt nha. Vô đây mở cho nó hên xíu nào. Mấy bé bò, chúc anh may mắn nha. Mở ra. Thôi mình bước luôn đi. Cái đầu mà cho đồ dởm thiệt luôn á. Rồi giờ tới cái em biết đi, em biết là chắc đồ xịn nè. Mở ra. Wow, một cây cúp đúng thứ mình cần. Có gì đây? Versatility là cái dòng gì nhờ? Mình chưa biết công dụng của dòng này nữa, nhưng mà tạm thời thì cứ giữ đi, chất lượng không tốt cho lắm nha. Rồi, kế tiếp nè. Cái nào đây, cái nào đây? Epic nữa nè. Wow, Epic nữa. Ui, Epic sao cho đồ dởm vậy? Epic nó nghe phải một cái gì đó xịn sò. Cái gì đó nha. Cái này thì được, Obsidian Skull. Và cho mình hiệu ứng gì nào? Cho mình tốc độ với cái khả năng nhảy cao. Tuyệt, tuyệt, tuyệt. Rồi giờ thì tới cấp độ ray thôi. Một cái ray. Sao đồ hôm nay có vẻ mở không may mắn cho lắm nha. Ngọc Ender, nón kim cương đào nhanh dưới nước. Được á, được á. Rồi kế tiếp nè. Một cái Lucky Horseshoe. Một cái kiểu như giày cho ngựa hả. Cái móng ngựa các bạn ơi. Cái này là một cái bong bóng. Tiếp tục là một cái sẻng. Wow, có ba dòng luôn. Một trái tim. Một cái Hitting Goo, áo giáp vàng thì có thể vứt nè. Một cái cấp độ ray nữa. Một cái ủng kim cương sửa chữa. Yes, hôm nay mình không có cái sửa chữa nào luôn á. Sắp tới mình sẽ tìm cách tách cái sửa chữa này ra để sử dụng nha. Cái kiến này mình có rồi nên mình sẽ không giữ nữa. Rồi giờ thì mở nốt hai cái ray cuối cùng nè. Một cái cho yên cưỡi thì có thể lấy tạm. Còn cái này thì kiếm vàng vứt đi. Giờ thì chúng ta cùng nhau mở đến hai cái túi legendary thôi. Một cái túi thì cho Hitting Goo. Một cái túi thì sẽ cho trái tim vỡ nữa. Một cái mắt kính. Mắt kính thì mình có thể sử dụng trong việc chế tạo nên mình sẽ giữ lại nhá. Rồi giờ thì chúng ta thử trang bị mấy trái tim này vô coi. Ồ, hình như nó cho thêm máu hay sao á. Mới giật phát kìa. Rồi kế tiếp là những cái uncommon nhá. Cái này hơi bị nhiều luôn á, mở hơi bị lâu đây. Rồi cùng nhau mở thôi nào. Cái đầu tiên, móng ngựa. Úi, chứ bây giờ chắc mình sẽ vô trong uống nước cái các bạn ơi. Nãy giờ mở nước bát mà khát nước luôn rồi. Rồi uống nước xong rồi, giờ thì mở tiếp thôi. Một cái quần kim cương sửa chữa. Wow, anh come on, thấy vậy chứ ghê ra đồ xịn hơn hẳn á. Được á nha. Rồi cái tiếp nè. Mấy cái này thì có rồi nên không cần. Một cái nón kim cương. Nói chung đồ kim cương mới có thể giữ lại được đó. Hai viên kim cương nè. Một cái sẻng kim cương giá tài ba. Đồ tốt, đồ tốt không à. Một hình kiếm có Rising. Rising này hay lắm nha. Mình có thể hình như là đóng băng hay sao á. Giờ mình chưa có cái gì để làm mục tiêu test hết. Nhưng mà tạm thời là cái đó có thể đóng băng á. Đây mình sẽ test thử trên em bò này đi. Hy vọng chém phát em ấy không chết. Vui chém phát chết luôn rồi. Thì cái tên đó, nhưng mà tạm thời thì Rising á sẽ cho mình cái hiệu ứng làm chậm giống như là đóng băng vậy. Mình sẽ tiếp tục mở cái Uncommon Ngọc Ender. Một cái Morphin Kulingu. Kulingu thì mình có thể sử dụng trong việc chế tạo cái sợi tơ làm bộ giáp chống lạnh đó các bạn ơi, cũng như là cân bằng nhiệt độ. Mình sẽ vứt bớt. Có vậy ta. Rồi giờ mình sẽ dọn dẹp đồ rồi mở tiếp nha. Nhiều quá à. Một cái cúp smelting. Cúp nung nấu nè các bạn ơi. Có cách nào để test không ta? Mình kiếm một ít cái quặng nào đó. Không biết trong nhà mình còn quặng sắt không ta? Để mình test cái dòng smelting cho các bạn xem luôn. Coi có cái quặng nào không? Có cái quặng nào không? Chẳng hạn như cục này đi, mình đào cái nè. Đó, các bạn thấy chưa? Đào một phát thành cục đá nấu luôn nè.
Quá dữ quá dữ. Hôm nay có vẻ mở mấy cái anh common ra đồ tốt không á. Này vứt đi. Cái nào mà ra đồ không tốt thì sẽ vứt nha các bạn. Một thanh kiếm kim cương không, cũng tạm thôi. Móc phin tiếp nè, giữ luôn. Lại là móc phin. Không biết móc phin dùng để làm gì nữa ta. Coi coi công thức coi. Không có công thức nhưng mà uống được không? Uống được. Móc phin này cho cái gì nhờ? Mình cũng chưa biết công dụng của nó là gì nữa. Nhưng mà tạm thời thì cứ giữ đi. Và cái cuối cùng, cho Cooling Goo hả ta? Tạm ổn tạm ổn. Như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã mở ra được một vài món đồ khá là xịn trong những cái loot bag á. Và trong thời gian sắp tới thì mình sẽ cố gắng sưu tầm thêm để chúng ta có thật là nhiều và tiếp tục những cái chương trình mở loot bag như vậy nhá. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.